Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, kỳ thi năm 2022 được tổ chức theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sáng ngày 7 tháng 7, thí sinh dự thi môn ngữ văn. Chiều ngày 7 tháng 7, thí sinh dự thi môn toán. Sáng ngày 8 tháng 7, thí sinh dự thi bài thi khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội. Chiều ngày 8 tháng 7, thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Ngày 9 tháng 7 là ngày thi dự phòng. Theo hướng dẫn, các sở giáo dục và đào tạo phải hoàn thành tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi trước ngày 26 tháng 4, thành lập hội đồng thi phân công nhiệm vụ các thành viên trước ngày 1 tháng 6. Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi trước ngày 6 tháng 7. Các ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các hội đồng thi phải tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục Đào tạo và đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 22 tháng 7. Các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 28 tháng 7. Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho học sinh chậm nhất ngày 30 tháng 7. Các hội đồng thi hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi chậm nhất ngày 14 tháng 8.